Mình giới thiệu với các bạn này, bộ bộ lan trong diện trần này. Thì tác dụng lớn nhất của những cái dụng cụ lan này là nó có tác dụng làm lưu thông khí huyết. Và khi khí huyết lưu thông thì đương nhiên nó sẽ làm giảm đau. Tác dụng thứ nhất là khí huyết lưu thông giảm đau. Tác dụng thứ hai là gì? Làm thon gọn cơ thể, làm giảm béo. Đó, đó là hai tác dụng. Khi các bộ lan này thì mình có hai cái chất liệu chính là gì? Kim loại và sừng hoặc nhựa. Thì những cái đầu kim loại mình sờ vào thì nó mát, ví dụ đồng này, inox này, đồng này. Thì nó có tác dụng là gì? Nó làm mát, tức là nó âm. Nó âm thì nó có tính chất hút nhiệt và chuyên chữa cho những người bị sốt, cho những người bị huyết áp cao. Đó, thì mình dùng những cái đồ kim loại này rất là tốt. Còn những người mà huyết áp thấp, những người mà sợ lạnh ấy, thì mình sẽ dùng cái sừng này, nhựa này, thì nó sẽ làm ấm người rất nhanh. Đó, còn đối với những người bình thường ấy, thì mình dùng cả hai cái, cả hai loại luôn. Những người bình thường mình dùng cả hai loại thì mình dùng sẽ dùng như nào? Mình sẽ dùng cái đồng này, cái đinh này mình lăn trước để cho nó giãn ra, cho nó giãn ra. Đó, sau đó mình dùng cái sừng này để mình lăn để cho nó co vào. Đó, đó là cái nguyên lý trong khi mà mình làm thon gọn cơ thể, chữa giảm béo. Thế thì nó sẽ chia thành hai cái loại nữa về kích cỡ ấy. Vừa nãy là chất liệu, bây giờ kích cỡ chia hai loại, loại loại bé và loại to. Cái loại bé như thế này này thì mình chuyên dùng ở trên mặt. Đó, mình chuyên dùng trên mặt, trên các ngón tay, trên cổ và gáy để có tác dụng là gì? Làm lưu thông khí huyết, làm đẹp da. Đó, lăn trên các ngón tay, ngón chân và lăn trên cổ vai gáy để chữa đau nhức cổ vai gáy, bị chữa về cái vấn đề là thấp khớp. Đó thì mình sẽ lăn như nào các bạn? Mình sẽ lăn nhẹ nhàng thôi. Mình cho nó chạm trên mặt da thôi. Lăn như này vài chục tiếng đếm, sau đó mình đổi vị trí khác. Một ngày các bạn có thể lăn độ khoảng 3 đợt như vậy. Như vậy hoặc là cứ đau nhức lúc nào thì lăn lúc đó, hoặc muốn làm đẹp da thì mình cứ lăn như này. Tuy nhiên là không nên lăn nhiều quá. Mỗi một vị trí các bạn chỉ lăn khoảng 30 đến 50 tiếng đếm mà nhẹ nhàng thôi. Đó. Sau một thời gian các bạn lăn mà thấy cái này nó kẹt kẹt ý, thì các bạn có thể bôi một ít kem dầu dừa hoặc ít dầu máy vào đâu và vào đây nhé. Hoặc là các bạn lăn để dùng trên bụng tay này, các vùng đồng ứng này để giảm béo này. Đó, lăn trên các vùng đồng ứng đó. Đấy. Rồi, bây giờ nếu mà sử dụng các dụng cụ to này lăn trên bụng như thế nào? Đó. Thì các bạn này, các bạn xem này. Đầu tiên này, mình sẽ lăn như này. Đó, mình sẽ dùng cái đinh trước. Đinh trước để nó có tác dụng âm là nó làm giãn ra trước, làm giãn cơ đây trước. Đó. Giãn cơ này. Đó. Sau đó mình dùng cái này. Đấy. Cho nó giãn này. Sau đó là gì? Mình sẽ dùng cái đồ sừng này để nó làm ấm nóng, nó săn vào. Đó, đó là trong trong cái tác dụng là giảm béo. Thế bây giờ bị đau lưng thì như thế nào? Đau lưng thì vẫn theo nguyên tắc đấy, mình sẽ dùng cái đinh này để cho nó sâu vào bên trong, cho nó giãn này. Và các bạn nhớ là lăn hai cái lưng thôi, không lăn tiếp cuộc sống đâu. Những cái đồ gai này, đó, sau đó cái đồ này, các bạn có thể lăn trực tiếp trên da. Đó, cứ đau chỗ nào các bạn lăn chỗ đó. Và cái này, cái thằng này nó được mài tù đi rồi, nó không có gai nhọn nữa, thế nên nó rất an toàn, là các bạn có thể gì lăn trực tiếp trên cột sống như thế này, trực tiếp trên cột sống đó. Và cái thằng đầu gai này các bạn lăn ở trên cổ vai gáy cũng rất là đã, nó rất là êm. Cái này mình sẽ lăn cuối cùng đó. Một ngày thì chúng ta có thể sử dụng các dụng cụ này 3 lần, sáng, trưa, tối, hoặc cứ đau nhức lúc nào chúng ta lăn lúc đó. Các bạn chỉ cần lưu ý là những người huyết áp cao mình sẽ dùng những dụng cụ bằng đồng, bằng đinh. Huyết áp thấp thì dùng đầu sừng. Còn những người bình thường thì mình sẽ dùng cả hai. Ok, chúc các bạn thành công.